Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sĩ Kẹo Gamer đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình series chôn đồng đội anh em ạ. Đấy, chôn banh xác đồng đội luôn. Bình thường người ta chơi game người ta hỗ trợ đồng đội. Còn mình là, úi dạy, thằng nào kia, mày làm gì đấy, tao lại sợ mày quá. Mày làm gì đấy em ơi. Úi dạy, đâu rồi nhỉ, à đây, đang nằm anh em này. Úi dạy ơi, chú này, chú làm gì vậy trời. Nó vẫn đang nằm anh em ạ. Kiểu là đông quá, chỗ này đông quá, cực kỳ đông luôn anh em ạ. Rồi xong, ok, hay lắm. Đây, ui giời, đông kinh khủng luôn anh em ạ. Thể quá đông. Ui giời ơi, gì vậy trời. Thằng nào đấy, chúng mày làm gì đấy. Ok, và chỗ này như là, ui giời, tôi thấy nguyên một team luôn anh em ạ. Cực kỳ là nguy hiểm luôn đấy. Chạy. Những lúc khó xử như thế này hết cả đạn rồi anh em ạ. Nên là chúng ta lại phải chạy thôi. Không có đạn mà chơi cháy bọn này thì công nhận tôi chết luôn anh em ạ. Ok, hay lắm, ba hai viên rồi. Á đủ, 32 viên rồi. Anh vừa thấy các chú ở đây cơ mà. Đâu rồi. Mình vừa mới thấy chúng nó ở đây xong anh em ạ. Và không biết là bây giờ chúng nó đã chạy đi đâu rồi ấy. Thề luôn, chạy nhanh vãi trưởng anh em ạ. Ui, trên đồi chúng nó bắn nhau nữa cơ anh em ạ. Vãi cả bắn nhau cả trên đồi nữa. Rồi ok. Chúng mày đâu, ra hết đây, chúng mày đâu. Rõ ràng là lúc nãy tôi thấy là có cái tiếng súng bắn ở trên đồi. Mà bây giờ kiểu là không thấy đâu anh em ạ. Mới thế này chạy cực kỳ nhanh luôn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ui đây, một thằng vừa nhảy trên cây xuống này. Mày nhảy à, à ghê, tao sợ mày quá. Nhảy trên cây này, buồn cười vãi chưởng. Nhảy trên cây này, lần sau chừa nhá. Cái tội này, cái tội này, ngu này, ui dạy. Trời ơi, gì vậy trời. Thằng nào đó đang bắn mình ở dưới anh em ạ. Đâu rồi, mày đâu. Thôi anh em ơi. Đây, lút đồ thằng này. Có lẽ là mình sẽ trèo lên cái cây trên này để lút tạm, xem là thằng kia nó ở chỗ nào. Chứ kiểu là ngồi xuống thì khá là dễ chết luôn anh em ạ. Nó để ý mình rồi ấy. Mình nhớ không nhầm thì chắc chắn là nó sẽ dùng SKS anh em ạ. Kiểu là thi thoảng bắn tỉa có một viên mà thấm phết. Cực thấm luôn anh. Đấy, cái cây này ở làng Bimasaki vẫn trèo rất là ok đây anh em. Không biết là anh em nào bảo là nó fix không cho trèo nữa rồi. Nhưng mà đây mình vẫn đang trèo rất là bình thường đây anh em ạ. Rồi. Các bạn là một người bạn ạ. Trong team của mình hôm nay thì đã chết rồi anh em ạ. Kiểu là đi ghép đội 4 mà không hiểu sao nó cho có 3 người. Bây giờ một bạn đã chết rồi nên là mình sẽ tìm cách gọi là chôn thanh niên còn lại thôi anh em ạ. Ui dạy ơi, thốn. Tự nhiên nhảy xuống cái là mất khá là nhiều máu anh em ạ. Ok. Tôi sẽ vào trong này để kiếm. Ui giời, trống trơn anh em ạ. Nghèo thế. Đi đâu để giàu bây giờ anh em ơi. Vứt cái lục đi này. Mình vừa nhặt nhầm cái khẩu súng lục anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra chỗ thanh niên Quý Nguyễn này anh em ạ. Đấy, để tìm cách gọi là chôn thanh niên này. Đấy, bóp giái đồng đội. Ô như này mà chắc là xa phết anh em. Xa phết đấy. Nên là chúng ta phải hết sức là từ thôi. Bơm máu cái đã. Bơm xong rồi chạy. Chúng ta chơi game là nói chuyện bằng máu cả mà. Nên là lúc nào cũng phải đầy máu. Không đầy máu là xác định ra đi lúc nào là không biết đâu. Ok, Quý Nguyễn em ơi. Anh đến với em ngay đây. Anh đến với em đây. Tình yêu của anh Quý Nguyễn ơi. Ê em ơi. gần đến rồi anh em ơi. Gần đến rồi. Còn một chút xíu nữa. Chút xíu nữa thôi đến rồi. Đây, hello, xin chào em. Ô trong này. À ok, có đạn xuống trường rồi. Hay quá. Kiểu tự nhiên máy mình ấy lúc nãy tự nhiên nó láng xíu anh em ạ. Ok. Ui, đồ này, đạn này, hay quá, Ska này, có Ska chơi rồi anh em ơi. Ngon, hay lắm. Ui giời, ba lô 2 này, hay quá. Có cả ba lô 2 nữa luôn, ống ngắm hay ít, rồi tuyệt vời. Nhưng mà kiểu là bây giờ, ui giời, lại có đánh nhau à, đáng định chôn thanh niên này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải giải quyết xong cái vụ đánh nhau này đã, rồi chúng ta sẽ chôn sau. Ui dạy ơi, thằng nào đi xe ngoài kia, mày làm gì vậy trời. À, ui dạy, xe tốc biến anh em ạ. Tuy nhiên, máy mình nó láng, ui dạy, con xe tốc biến chạy nhanh thế. Như kiểu hack vậy anh em ạ. Rồi ok, bay liệu hồi, mày diễu xe trước mặt tao gì mày. Ui dạy, lại một con xe nữa anh em ơi. Bọn này dùng xe để đè người à, hay lắm, chúng mày hay lắm. Mày này, ui dạy, thổ thế. Mày này em ơi, vào đây, lại đây, nốc chưa, ngu, hay lắm. Kêu được hai chú rồi.
Đây, 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 qua đây bây giờ mình sẽ phải trợ giúp thanh niên Quý Nguyễn này đã. Rồi tí là chúng ta sẽ tìm cách để chôn sau anh em ạ. Cái gì thì phải cứu thanh niên này đã. Đấy, ngoài kia đang bắn nhau rất là nguy hiểm luôn anh em ạ. Ok, tôi sẽ qua chỗ bạn. Ui, cái gì đấy, thằng nào đi xe kia. Ui giời, thôi xong. Cứu, help me, cứu tôi bạn ơi, cứu tôi, help me bạn ơi, help me. Trời ơi, gì vậy trời, cứu, ok. Thanh niên, ui, cẩn thận, bắn nó đi, rồi, hãy cứu tôi. Nhanh ơi. Nhanh con thôi chết bây giờ, bắn nó đi, hạ gục cho nó đi. Ok, quay lại, cứu nhanh ông ơi. Help me. Rồi ok. Rồi hay lắm. Ê, cho tôi xin túi cứu thương đi. Ok. Hay. Rồi bơm máu đã anh em dạ. Rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện chiến đấu sau. Bây giờ tôi đang rất cần là máu. Rồi. Đây, lúc nãy là thằng nào phi xe vào chỗ này đấy. Thằng nào phi xe vào đây. Ui giời, ông này hạ gục quá hay luôn. Giết được thêm một chú nữa này. Ui giời, tha hồ đạn này. Ông ngắm 1x này, đồ ngon vãi trưởng anh em ạ. Đạn cực kỳ nhiều luôn. Đấy, bắn thoải mái không lo hết đạn. Chúng ta thì cứ tranh thủ mà lút đồ thôi anh em ạ. Nhiều đồ mà. Đấy, có hai thanh niên thôi, cứ thoải mái lút đồ thôi. Ok, xong. Đây, đổi lấy cái gì nữa đây anh em. Rồi, mình vừa đổi lấy khẩu shotgun anh em ạ. Combo 1 SK 1 shotgun, quá hay. Rồi, chúng ta sẽ theo. Ui giời. Có bắn nhau ông ơi. Ui giời, gì đấy. Bắn nhau ở đâu đấy. Mày đâu. Ơ, tôi chưa thấy nó ông ạ. Chắc là thanh niên kia lại hạ gục xong thằng kia rồi. Quá nhanh anh em ạ. Mình chưa kịp làm gì luôn ấy. Lại lên trên này làm gì? Trên này. Quả à, lút sát thằng này anh em ạ. Lại đồ này. Ui giời, nhiều đạn thế. Ok, hay lắm. Ơ mà thanh niên này có đạn súng tỉa mà không thấy AWM đâu anh em ạ. Kiểu là nó nhặt đạn nhưng mà không nhặt súng anh em ạ. Với lại đạn như kiểu đạn AWM thì nó cũng thi thoảng nó rải rác ở khắp nơi ấy, nên là đôi khi là mấy thanh niên là cứ thấy là nhặt thôi. Ui giời ơi, chỗ này. Ui, nòng ba này. Ngon thế anh em, tự nhiên có cái nòng ba này. Nòng ba bắn cực phê luôn, cực đã. Ui, hòm xác ở trong nhà đấy. Cũng nhận chỗ này kinh khủng khiếp thật. Lúc nãy mà mình ở đây mà xem cái vụ hỗn chiến này chắc là mình chết toi mất. May quá anh em ạ. Bây giờ mới đến này, ui toàn đồ ngon này, nòng ba các kiểu này. May như là các chú ở chỗ này là bắn xong là không có lượm hay sao anh em. Để lại cực kỳ là nhiều đồ ngon luôn ấy. Phun rồi, ba lô 2 cũng phun rồi anh em ơi. Phun rồi, chẳng còn gì nữa. Ui ba lô 3 này, dối giời ơi, lại lượm tiếp anh em ạ. Có ba lô 3 thì chúng ta lại lượm tiếp đồ rồi, tuyệt vời, hay quá. Trong những lúc khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin và dùng PS tỏa sáng anh em ạ. Đây. À đây. Tí nữa thì quên mất anh em ạ. Bây giờ lấy cái xe này đấy. Từ, lút đồ đã anh em ạ. Kiểu là đây. Thanh niên kia không lút đồ nữa thôi, mình sẽ lấy cái xe này và lừa thanh niên kia vào cái xe để bắn nổ xe anh em ạ. Đấy, như thế nó mới hấp dẫn đúng không? Đấy, xe này thì theo mình thấy là nó còn tầm khoảng 60%. Ui, mắc kẹt à? Ê, mắc kẹt anh em ạ. Đi lùi nhỉ? À, đi lùi vẫn ngon, may quá. Cứ tưởng bị mắc kẹt thì không biết là lấy cái gì để chôn thanh niên này. Rồi ok, đi thẳng vào luôn. Úi giời ơi, mình lái xe trình độ kiểu kém quá anh em ạ, chưa học bằng lái mà. Lên. À, đâm xuyên người anh em ạ. Bạn ơi, vào xe bạn ơi, vào xe đi cho nhanh, sắp bo rồi, vào xe bạn ơi. Vào xe đi cho nhanh. Đây, nhanh ông ơi. Ơ không được à? Ok, đây, vào xe bạn ơi. Đấy, đi cho nó nhanh, sắp bo rồi, nhưng chúng ta đi xe rồi, ai đi bộ nữa, đi bộ nó lạc hậu lắm rồi. Ơ lên xe bạn ơi. Rồi ok. Lên nè, hay. Anh em ơi, đúng, tôi cười bể bụng với thanh niên này anh em ạ. Thế, cười không nhặt được mồm. Chắc giờ này ông ấy đang chửi mình ấy anh em ạ. Đang chửi mình ấy. Rồi ok. Còn 4 chú nữa thôi, ông cứ yên tâm. Kiểu gì tôi giết ông là tôi có trách nhiệm, là tôi sẽ lấy top 1 trong ngày hôm nay. Nên là cứ yên tâm nhá. Yên tâm ăn nghỉ đi. Yên tâm ăn nghỉ đi. Tôi sẽ mua thật là nhiều tiền vàng đốt cho ông nhá. Giấy vàng mã này, thích là, hay là ông thích iPhone X hay là cái gì tôi đốt cho hết, yên tâm nhá. Rồi còn hôm nay thì mình. Ui giời, gì đấy tự nhiên. Ui máy lại láng rồi anh em ạ.
Úi giời ơi, giời ơi, giời ơi, mày mày láng thế là đi đi ra mãi ngoài vòng bò như này. Trời, 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 trời. Không ổn anh em ơi. Trong những lúc như này mà nó láng này. Úi giời. Gì đấy, gì đấy, gì đấy. Thôi xong anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi. Sao sao lại còn còn có hai thanh niên nữa này. Còn hai chú nữa thôi, hai chú nữa thôi. Quay lại thằng này xem còn gì không. Lút luôn anh em ạ. Nãy hình như là mình nhớ là mình bỏ sót. Ok. Ơ gì đấy, gì đấy. Full rồi, full rồi. Thế mình cứ tưởng là ba lô chưa full anh em ạ. Đang định lút thêm. Tranh thủ ấy, vét hết chỗ này trước khi là bò nó vào anh em ạ. Vứt bớt đi, mình cần lượm thêm túi cứu thương này. Rồi, ok. Tại vì đạn nhiều cũng chẳng để làm gì anh em ạ. Phải kiếm thêm túi cứu thương thôi. Thôi, giây phút này chúng ta nên đi bộ cho an toàn. Không đi xe chúng nó thấy trên bản đồ là thôi xong. Chúng nó bắn cho nổ xe mất anh em ạ. Nhưng mà còn hai chú thôi. Mình nghĩ là kiếm top 1 ngày hôm nay đơn giản cơ hội chiến thắng 33% rồi. Ê, gì đây? À mà mình full đồ 3 rồi anh em ạ. Đây túi cứu thương này, hay lắm, full đồ 3 nhưng mà lấy túi cứu thương thêm cũng được mà. 7 túi là bây giờ chắc là thoải mái rồi anh em ạ. Thoải mái để kiếm top 1 rồi. Ok. Ê, ngoài kia có hòm thính anh em ạ, ngoài kia có hòm thính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài này lượm hòm thính luôn. Lượm luôn, có hòm thính thì lượm thôi. Rồi ok, gần đến rồi anh em ạ, gần đến hòm thính rồi. Vùng an toàn thì đang thu lại anh em ơi, nên là chúng ta phải rất là nhanh. Nhanh xuống dưới này, đi lượm hòm thính cái. Ê, gì đấy, nhạc sàn à, nhảy à, hip hop à. Đấy, thi thoảng là game nó cũng bị lỗi kiểu này anh em ạ. Game lỗi nên là cả máy láng nữa là chơi game rất là khó khăn. Ui, ba hòm thính luôn à. Tôi thề luôn cái chỗ này sao nó nhiều hòm thính vậy trời. Nhiều hòm thính dữ vậy trời. Gờ do dạ. Ui giời, AFKM anh em ạ. Cứ tưởng có gờ do ra bắn nhưng mà không có. Thế là thôi, chơi tạm AFKM được. AFKM thì tí chúng ta căn sọ thì phải gọi là tuyệt vời anh em ạ. Một viên là đai luôn đối thủ. Đấy, AFKM thì kể cả anh em có đội ngũ 3 thì một viên cũng xuyên táo luôn. Cần hết. Mày à, chạy à, ui đây. Kiểu gì này, Ska bắn sẽ lại kém này, bắn không trúng con này. Ui giời, trời, gì vậy trời. Đây, anh sẽ dình anh đi móc lốp chú nhá, chú cẩn thận. Anh dình anh đi móc lốp chú nhá, mày liệu hồn. Liệu hồn với tao. Ăn bom em ơi. Á đủ. Nó sau hàng rào nhá mày. Nó sau hàng rào, hay lắm. Mày ra đây. Mày đâu. Mày lò cái đầu ra. Thằng này đi đâu rồi nha mày? Nó đi đâu rồi? Tôi thấy nó như kiểu là tàng hình rồi đấy, biến mất rồi đấy. Ảo diệu. Ui. Nó vòng ra sau để móc lốp mình anh em ạ. Chạy nhanh. Mẹ thằng này nhìn thế nó mà nguy hiểm phết anh em ạ. Nó vòng ra hông nó móc lốp mình. Được rồi, hay lắm thằng em. Mày hay lắm, mày được lắm, ok. Hôm nay thì tao sẽ giết mày luôn. Hai chú nữa thôi. Đấy, như vậy là mình đã biết được gọi là cái vị trí của một thằng rồi. Bây giờ sao thì tìm vị trí của thằng nữa anh em ạ. Là chúng ta giành top 1 khá là easy game thôi. Cố lên. Mình nghĩ là chúng nó chắc là cũng đi nhặt hòm thính ấy. Nhưng mà phải ra cái chỗ này cho nó an toàn ấy. Úi giời ơi, gì vậy trời, bạn ơi, bạn làm gì vậy? Úi giời ơi, tôi chia buồn đấy bạn luôn. Khổ thân anh em ạ, một phát headshot đi luôn, quá buồn. Được rồi, một thằng nữa thôi. Chỉ một thằng nữa thôi, mình win rồi anh em ơi. Cố lên rồi, một thằng nữa thôi. Mày đâu, liệu hồn với tao. Tao mà nhìn thấy mày thì mày xác định mày ra đi. Chắc chắn là nó sẽ ra đi anh em ạ. Hay lắm em ơi. Mày liệu hồn với tao. Ơ thằng kia nó chưa chịu ra anh em ạ. Thôi chúng ta bây giờ cứ kiên nhẫn thôi. Mình núp góc này là an toàn rồi. Bây giờ chỉ chờ thằng kia. Thôi chắc là chấp nó vào trước luôn. Để tí mình bắn luôn. Đấy, đừng tưởng mày vào trước mà ngon nhá. Hay là nó có núp bụi cỏ nào không anh em nhỉ. Đấy, tôi nhìn đây này. Khá là căng thẳng bên ngoài uống bạn. Ui giời, tao thấy mất rồi. Mày xong anh em ơi, nhân giống rồi.
Đấy, vỗ tay nhân giống rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy video mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của mình. Tạm biệt mọi người, bye bye.